Dạo này scandal của sư phụ anh bị chìm kìa. Trời đất ơi, bị chìm là mừng đó cha. Đại sư huynh ở đây bảo vệ mà sao không qua khỏi được, đúng không? Nếu mà tôi bảo vệ bất lực là thầy tôi sống rồi. Nếu mà tôi không có năng lực là thầy tôi á, mấy cái vụ mà mua bằng cấp giả nè, chiếm rừng phòng hộ nè, kêu gọi cúng dường nè, rồi bán dung đất nè, rồi nói chung là mấy cái mà nghiệp báo phước báo, rồi của người ta câu cá cúng dường, người đi du lịch mất phước, rồi mấy cái chuyện đó là đại loạn rồi cha. Nhưng tôi bảo vệ dữ dằn luôn, cho nên là cái chuyện mọi chuyện im đẹp hết, anh em thấy không? Tôi bảo vệ là im lắm, bởi là sư phụ cưng tôi dữ lắm nghe. Sư phụ tôi nói nhỏ nhỏ rồi, nói là gán đi bảo vệ sư phụ qua cái vụ này, rồi sư phụ đưa cho số vốn mần ăn. Mà tôi thì tôi thương mấy thằng đệ tôi thương Phương Cà Mau nè, thương Ngọc Rồ nè, thương Lâm Trầm Hương nè, thương Vinh Bà Rịa nè, thương Quang Đi Chùa nè, thương một số anh em khác nữa, như là anh Nguyễn Sinh cũng thương nè, chồng Sa Lý cũng thương nè, thậm chí ông Trương Đăng Huy tôi cũng thương nữa. Cho nên tôi đang tính toán sắp xếp lại là tôi nói thôi, sư phụ trong chúng thanh niên của sư phụ á có nhiều bé cũng dễ thương, thì thôi đi sư phụ chia con lứa, chia con một số để là con chia cho các anh em. Ví dụ như Phương Cà Mau thì chia cho con Miễn, ví dụ vậy đi ha. Ngọc Rồ thì phái Phương Chinh thì được, ai cũng biết rồi. Lâm Trầm Hương thì phái Quách Tường Phổ Độ nè. Đó, một số anh em khác thì thích cái gì thì cứ lựa đi, mai mốt tôi tính toán cho nha. Ví dụ như Lâm Trầm Hương cho Nguyệt Silicon đi. Này nó tin là tâm nó ác nhưng mà miệng nó thiệt. Tin nó miệng nó ác nhưng cái tâm nó thiệt. Cho Lâm Trầm Hương, quyết định cho Lâm Trầm Hương là con Nguyệt CTK nha. Đó, quyết định vậy đi. Ví dụ vậy đó nè. Chứ tôi đâu có lấy gì riêng cho tôi đâu. Cái chuyện của tôi hả? Là tôi bỏ công, bỏ sức, bỏ công ăn việc làm. Tôi binh thầy tôi nha. Thầy tôi mà tai qua nạn khỏi là ok rồi nha. Ước muốn cưới đời của tôi là thầy được chăm sóc kỹ càng. Được bảo vệ 24/24. Cơm bưng nước gót đầy đủ ngày ba cử. Có người đứng trước cổng bao vậy 24/24 luôn, không để cho thầy tôi sống, không để thầy tôi thoát, quên, không có ai làm hại thầy tôi. Đó, kiểu tôi muốn như vậy đó anh em, cho thầy tôi yên tâm mà tu tập, chứ tôi có muốn cái gì đâu. Anh em cứ chờ đi, từ từ đi ha. Cái công cuộc bảo vệ thầy còn đó, tôi còn ngồi đây mà anh em cứ lo cái gì. Chìm làm sao mà chìm, thầy tôi là nói với cô trên TikTok, thầy tôi nói là idol số 1 là không ai dám nói số 2 đó. Ngày xưa có ông chủ tịch nằm võng á, còn ngày nay là có ông sư phụ tôi nghe anh em nghe. Ta nhớ thế, để có thể bảo vệ được một luận án thành công, ta đi qua 8 lần bảo vệ, qua 8 cái hội đồng, mà rất nhiều điều kiện, phải đăng bài trên cái hội thảo quốc tế, đăng bài có phản biện quốc tế, đăng bài trên báo chí chuyên ngành của trường của ngành luật ở trong nước, mà những bài mà có phản biện quốc tế, chứ không phải là phản biện trong nước không. Nhiều điều kiện lắm, nhiều điều kiện về ngoại ngữ, điều kiện về bài báo, điều kiện về quan trọng thế này, không có học thạc sĩ phải không? Đúng. Nhưng phải nộp tất cả các tín chỉ của thạc sĩ, chương trình cao học, không sót một môn nào. Thế là phải học cái chương trình thạc sĩ cùng lúc, vừa làm nghiên cứu tiến sĩ, vừa phải học thạc sĩ. Mà học đâu phải là học, phải làm bài tập, phải làm tiểu luận, phải thi vấn đáp, dịch thì online, không dịch thì ra trường thi trực tiếp. Rồi những bài tiểu luận viết nộp đầy đủ, không sót bài nào. Điểm phải chấp nhận được, không có điểm liệt. Là cực vô cùng, không ngờ bị dụ. Cho nên từ đấy ta nhớ, ai nói cái gì dễ dàng đều là lừa gạt hết. Đúng rồi. Là vừa phải viết bao nhiêu bài tham luận để đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, vừa phải bắt đầu viết luận án tiến sĩ, vừa phải học cao học và viết tiểu luận, vô số việc phải làm. Cái đầu tiên là chỉ có mấy cái chữ tiêu đề thôi, là nghĩa vụ con người trong luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Chỉ nhiêu đó chữ thôi là phải bảo vệ một hội đồng 5 giáo sư. Ngồi mình thuyết phục cho họ. Thuyết phục là cái đề tài này cần được nói ra. Là có cái tính mới, chưa ai nói, và có tính cấp thiết cần cho xã hội. Mình phải thuyết phục họ được.
Thì hôm đó năm vị giáo sư ngồi nghe, hỏi tới hỏi lui, rồi trong một buổi sau đó họ ký biên bản và chấp nhận là chấp nhận cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt làm nghiên cứu sinh đề tài này, nghĩa vụ con người trong luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Mấy chữ thôi mất một hội đồng, dễ sợ như vậy. Rồi bắt đầu làm từng bước, bước nào là phải trình cái hội đồng bảo vệ cái bước đó. Viết tới đâu, từng cái giai đoạn là phải đến trình lên cho cái khoa sau đại học, lập một hội đồng để bảo vệ phản biện. Thuyết phục được họ rồi mới đi qua giai đoạn kế tiếp. Tất cả là 8 giai đoạn, 8 cái hội đồng bảo vệ. Trong đó cái lần thứ 7 là phản biện kín, nghĩa là mình gửi do những vị giáo sư cái luận án không có tên. Mình không biết họ là ai, họ không biết mình là ai. Rồi họ đọc cái luận án xong, họ sẽ viết lại, gửi lại trường. Mà cái phản biện kín này không phải của trường Đại học Luật Hà Nội, ở bên ngoài. Nên bảo đảm, bảo mật, không ai biết ai. Họ đọc xong cái luận án rồi, họ sẽ viết cái phê bình nhận xét. Sau đó họ ký tên dưới là họ chấp nhận hay không. Nếu họ chấp nhận thì ta mới có cái buổi bảo vệ cuối cùng, là buổi bảo vệ thứ 8 vừa rồi. Còn nếu họ phê cái luận án này kém quá, không chấp nhận, là hủy luôn, làm lại từ đầu. Đó, nghe rõ chưa? Sư phụ tôi nói đi học đàng hoàng nha, học mùa dịch hoặc bay ra trực tiếp học offline khi mà được học nghe. Của thi cử đàng hoàng nha. Sư phụ tôi nói rõ ràng luôn, không có bằng thạc sĩ phải học song song hai cái luôn nghe anh em. Thi cử đàng hoàng hết, 8 hội đồng, trong đó có hội đồng kính nha. Mà cái hội đồng kính này sư phụ không có biết cái những người nào ký sư cho sư phụ nữa, cho nên là chắc mai mốt anh em nào có điều tra thì điều tra luôn cái hội đồng kính này nghe anh em nghe. Đó, sư phụ tôi đã trải qua 8 cái hội đồng, đã qua chót lọt rồi nha. Học rất là dỗ, được công bằng, nhận cái bằng tiến sĩ đàng hoàng mà. Sư phụ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ sư phụ. Sau khi nghe cái clip này sư phụ rồi, con tin tưởng bảo vệ sư phụ. Thế nào sư phụ cũng phải gặp cái hội đồng xét xử thôi. Hội đồng xét xử này sẽ trả lại cái sự công sạch, quên, cái sự trong sạch cho sư phụ nghe. Yên tâm đi sư phụ nha. Thế nào là ít bữa nữa, thế nào cái hội đồng xét xử cũng kêu sư phụ lên à. Yên tâm đi sư phụ, con có niềm tin tuyệt đối vô sư phụ luôn. Nghe sư phụ nghe, đừng ai nói gì nói sư phụ, đừng có lo, có con mà. Thật ra thì vua Tịnh Phạn á, cưới cho Đức Phật tới 3 cô gái nữa, chứ không phải là một chú Như Là La đâu. Nhưng mà vì người ta xây dựng Đức Phật tôn giáo thì chỉ có một vợ một chồng thôi, được chưa? Nhưng mà vua Tịnh Phạn ép Đức Phật phải lấy tới 3 cô công chúa tất cả. Trong đó có một cô công chúa sinh ra cho Đức Phật một đứa con trai. Sau này đứa con trai đó cũng đi tu nhưng mà quậy số 1 luôn, gọi là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có kể, Thiện Tinh Tỳ Kheo là con của Đức Thế Tôn. Mà tại sao ổng quậy như vậy mà Đức Thế Tôn lại cho vô làm xuất gia trong tăng đoàn để mà phá trai phạm giới? Người ta coi tăng đoàn không ra gì. Đức Thế Tôn nói, nếu ta để Thiện Tinh Tỳ Kheo ở nhà, nó lớn lên nó làm vua nó sẽ giết người á, nó sẽ làm khổ dân chúng cả Tỳ La Vệ, được chưa? Cho nên cho ổng đi tu á, ổng quậy một chút vậy nhưng mà dân chúng đỡ khổ. À, như vậy thì ngoài La Hầu La, con của công chúa Như Là La ra, còn có Thiện Tinh Tỳ Kheo, con của một cái cô công chúa khác nữa. Quý tử hiểu nghe không? Nghe xong nhức cái đầu ta. Có thiệt không ông thợ? Thầy, ông thầy, có thiệt không thầy? Con biết con đi đồn ấy. Để con bậy người ta chửi con, có thiệt không thầy? Đức Phật là giờ có 3 vợ luôn đúng không? Thiệt không? Đã có đi đồn nghe, đừng có giỡn chơi nghe. Mấy cái vụ nào vẫn giỡn được, mấy vụ này giờ không được nghe. Với lại thầy không có sống thời đó mà thầy chắc ăn dữ vậy, có không biết người ta đi đồn nghe. Chứ thấy nó sao nó khác khác với mấy ông thầy khác nói rồi đó, thấy nó kỳ kỳ rồi đó nghe. Ngày mai thế nào con cũng đi đồn cho coi. Cộng đồng con đông lắm nha, cộng đồng con nhiều lắm, con có 3 cái ad TikTok đó. Một cái ad là gần 500 mấy chục ngàn người follow, một cái ad này là chuẩn bị con đăng clip á là 100 mấy người follow, 100 mấy ngàn người follow. Còn cái ad kia cũng 10 mấy ngàn người follow nữa đó ông thầy. Con mà đi đồn nha, mà nếu mà ông thầy nói sai nha là người ta chửi ông thầy gán kiệu nha, chứ con mà không có biết gì á, con chỉ là lan tỏa thôi đó nghe ông thầy.